Một cuộc khảo sát trên 24 quốc gia của Trung tâm Nghiên cứu Pew, có trụ sở tại Washington tiết lộ rằng, đa số người Ấn Độ có quan điểm tích cực về Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Những người được hỏi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận năng lượng với giá cả phải chăng. Hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ. Theo cuộc thăm dò, khoảng 59% người Ấn Độ bày tỏ sự tin tưởng vào việc Tổng thống Nga sẽ làm điều đúng đắn liên quan đến các vấn đề thế giới. Con số này là rất cao so với mức trung bình chỉ 12% trong số những người được hỏi ở các quốc gia khác. Tổng cộng có 57% người dân Ấn Độ có cái nhìn tích cực về Nga và hơn 40% tin rằng ảnh hưởng toàn cầu của Moscow đã tăng lên trong những năm gần đây, dữ liệu cho thấy. Cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy Ấn Độ là quốc gia duy nhất được khảo sát mà đa số người dân có cái nhìn thiện cảm về đất nước Nga, bao gồm 23% người Ấn Độ nhìn nhận Nga rất thiện cảm và là một trong hai quốc gia có xếp hạng dành cho Nga ngày càng trở nên ưu ái hơn trong những năm gần đây. Kết quả cho thấy 71% người Ấn Độ cho rằng việc duy trì khả năng tiếp cận trữ lượng dầu khí của Nga quan trọng hơn việc cứng rắn với Nga về Ukraine. Cuộc khảo sát thái độ toàn cầu mùa xuân năm 2023, công bố vào ngày 29 tháng 8, được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5 với hơn 30.000 người ở 24 quốc gia tham gia. Cuộc khảo sát được thực hiện trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở New Delhi. Mục đích của cuộc khảo sát là thu thập quan điểm về Ấn Độ và thủ tướng của nước này, đồng thời tìm hiểu về nhận thức của người Ấn Độ đối với chính đất nước của họ và các quốc gia khác. Cuộc khảo sát cũng lưu ý rằng Mỹ cũng được đánh giá cao hơn ở Ấn Độ, 65% so với bất kỳ quốc gia nào khác được khảo sát. Hơn 70% số người được hỏi ở Ấn Độ tin rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đã tính đến lợi ích của đất nước họ và tỷ lệ tương tự cho biết Mỹ góp phần vào hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khoảng 2/3 người trưởng thành ở Ấn Độ tin rằng Mỹ can thiệp vào công việc của các quốc gia khác, trong khi 20% số người được hỏi ở Ấn Độ coi phim ảnh, truyền hình và âm nhạc Mỹ là tệ nhất. Trong khi đó, Ấn Độ nổi lên là quốc gia có thu nhập trung bình duy nhất được khảo sát, trong đó phần lớn, 67%, có quan điểm không thiện cảm với Trung Quốc. Khoảng 48% số người được hỏi cũng cho biết họ không tin tưởng vào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nghiên cứu tiết lộ rằng 68% người Ấn Độ tin rằng ảnh hưởng toàn cầu của đất nước họ đã tăng lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chỉ 28% số người được hỏi từ 19 quốc gia cũng được khảo sát năm ngoái có suy nghĩ tương tự về New Delhi. Trong khi gần 8 trên 10 người Ấn Độ có quan điểm ủng hộ Thủ tướng Narendra Modi, thì trung bình 37% người được hỏi ở 12 quốc gia có thu nhập trung bình khác cho biết đã mất niềm tin vào nhà lãnh đạo Ấn Độ. Ý kiến của Ấn Độ tích cực nhất là ở Israel, nơi 71% cho biết họ có cái nhìn thiện cảm với đất nước này. Các quốc gia khác mà Ấn Độ được đánh giá tích cực là Kenya, Nigeria và Vương quốc Anh, nơi có ít nhất 6 trong số 10 người cho biết họ có quan điểm ủng hộ cường quốc Nam Á. Ở Mỹ, Canada và hầu hết các nước châu Âu, các quan điểm trái chiều, với trung bình 46% được khảo sát, có quan điểm tích cực về Ấn Độ, so với mức trung bình là 34% cho biết có quan điểm không tích cực. Nghiên cứu lưu ý thêm rằng, quan điểm ủng hộ Ấn Độ đã giảm khoảng 10% trở lên ở một số nước châu Âu, bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan, mặc dù lần cuối cùng dữ liệu được thu thập là vào năm 2008. Theo VnMedia, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.